ui giời, ai ôi, ai ôi, nó rỉa này, ui giời, thò tay vào cái nó rỉa luôn này. Đây các bác nha, xin chào tất cả các bác cùng toàn thể các anh em nhé. Em còn ít sáo đây, em muốn bán cho hết này, em còn vài con nữa thôi. Đó, mỏ vàng, chân vàng. Sáo này là em nuôi từ bé nuôi lên chứ không phải là sáo chuyển đâu nhá, sáo già đâu nhá. Sáo già bây giờ hiện tại người ta bán rất nhiều, có 150, 200 một con à. Còn sáo này của em là em bán 300 nhá. Em bán 300 một con á. Đó, chim này là chim em nuôi từ bé nuôi lên, em còn vài con nữa là hết rồi. Em muốn bán thành lý đi 300 này. Đó, bình thường là vẫn bán 500 nhưng bữa nay em bán thành lý là 300 nhá. Em xin nhắc lại là sáo của em là sáo nuôi từ bé nuôi lên chứ không phải là sáo già nhá. Cho nên là về các bác vẫn dạy nói bình thường. Đây. Đó, em đặt tay vào đây là nó thi nhau, nó chúm lại, nó mổ, nó rỉa, nó ăn đây. Nó đang đói đây. Nó muốn đang bảo là chủ cho nó thức ăn để cho nó ăn đây này. Đấy, các bác thấy không? Nó chúm lại, nó rỉa tay em này. Còn nếu mà sáo già, sáo chuyền á, các bác đến lại gần nó đã bay toán loạn, nó húc cho chảy hết đầu mỏ luôn ấy, chứ không có phải nó nhảy lại để nó mổ như thế này đâu nha các bác nhé. Chỉ có sáo non người ta nuôi lên, từ bé nuôi lên thì nó mới dạn người, nó mới sán lại, nó mổ như thế này đấy. Còn sáo già thì nó không có được như thế này đâu các bác nhé. Đấy, cho nên là sáo tiền nào thì của đấy các bác. Cho nên là sáo non thì em vẫn bán giá nó cao. Còn sáo già, sáo chuyền thì chỉ có 150 thôi. Các bác đừng có so bì với cái loại sáo này của em nhá. Đây. Em cho vào em cọ rửa. Em đang cọ rửa đây. Cho nó tắm đây. Thay nước để cho nó tắm đây. Nó cứ rửa tất vào tay em đây. Đây các bác nhá. Đó, tắm đây. Rồi. Tắm mát chưa đây. Này, này. Đấy, đưa tay vào nó rỉa một đống luôn nhá các bác nhá. Này, đấy, đấy, đấy. Đói chưa? Đây. Đấy. Này. Rỉa đi. Đây, rỉa đi. Đó. Sao đấy các bác nhá. Đấy, ôi, nó rỉa cứ chòm chóp này. Đấy, nó đang đói này. Còn mấy con cưỡng bên này thì đã có người lấy rồi các bác ạ. Cưỡng bên này thì còn có hai con là có người lấy rồi. Đó. Cho nên là em không bán cưỡng nữa nhé. Cưỡng này có người lấy rồi cho nên không bán. Bên này còn một con sáo đen bên chuồng bên này nữa. Đây các bác. Một em sáo đen bên chuồng bên này nữa. Đó. Đó. Còn một em sáo đen em nhốt bên này. Còn chuồng bên này em còn có 5 con nữa. 5 con nữa là hết rồi. Đấy các bác thấy nó trúng lại nó mổ. Đó. Sáo này là em khẳng định với các bác là một lần nữa là em nuôi từ bé nuôi lên. Và chim thì vẫn có thể dạy nói được nhá, chứ không phải là không dạy nói được. Còn loại sáo già thì nó mới không dạy được nói thôi, sáo chuyền thì không dạy được nói, còn sáo này dạy nói vẫn bình thường nhá các bác nhá. Đây các bác này. Đó, sáo của em đấy là con nào con đấy là rất là dạng. Rồi. Bác nào mua con nào thì alo cho em nhá, số điện thoại em để trên màn hình. Đó. Và các bác vào Zalo nhắn tin, em trả lời cho. Một lần nữa xin chào tất cả các bác nha.